Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với con Mirror Edge, với cái phiên bản Catalyst này nhé. Với bản Catalyst, đó là phiên bản tiếp theo của Mirror Edge, và tôi đây. Rồi, tôi xin từ từ tôi gắn cái gì nhỏ. Tôi xin chào tất cả anh em đã đến và quay trở lại với BWM Channel sau một cái ngày nghỉ. Một ngày lễ anh em nhé, ngày lễ và cũng là ngày off của tôi thứ ba hàng tuần. Cái thứ hai là tôi xin chúc tất cả các chị em ngày 8 tháng 3 một cái ngày coi như là vui vẻ, cho nên hôm nay tôi sẽ ưu tiên phụ nữ và chơi game Mirror Edge trước anh em nhé. Bình thường thì tôi sẽ chơi GTA trước, nhưng mà GTA giờ này cũng nhiều quá rồi, ngày 8 tháng 3 nữa thì tôi chơi Mirror Edge anh em. Chúc tất cả chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp tươi trẻ. Và ok thì hôm nay em đã đi đâu thì ở nhà thôi em. Ừ, tất cả các anh em ở nhà thì coi như là cùng tôi xem gái đỡ anh em nhé. Không có gái thì cùng xem gái ở trong game thôi. Rồi, âm thanh hình ảnh ok chưa anh em? Nếu âm thanh hình ảnh ok mình vào game anh em nhé. Chúng ta sẽ theo chân Faye khám phá cái bí ẩn của Elysium. Cái Elysium này nó đang muốn thống trị toàn cầu trong cái thế giới gương này. Và đây là những cái người giống như Faye, đây là những cái người hoạt động tự do, tức là những cái người không có thuộc thuộc sở hữu và dưới quyền của bọn trong Elysium, và bọn cầm quyền ở trong cái thành phố và cái thế giới này. Và chúng tôi sẽ coi như là có cái cuộc coi như là phản kháng lại cái một cái chế độ mà tất cả mọi người đều phải đi làm giống nhau ấy, không có được làm tự do, không được sáng tạo, không được gì hết ấy. Đấy, phải làm cho công ty đấy. Và họ cũng đang coi như là ăn ti bọn tôi, và an ninh càng ngày càng chặt chẽ hơn rất là nhiều. Và lần trước mình mới phá được hai trụ thôi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục cùng với Faye với những màn coi như là bắt cua anh em, bắt cua. Hôm nay tới tháng 3 coi như là bắt cua đi em, không có móc luôn rồi. Bảy rồi, bảy bảy đấy, bảy. Thôi, phòng game anh em nhé, nếu mà thanh hình ảnh ok thì mình sẽ tiến hành phòng game thôi. Tôi cho nhỏ xíu xíu. Rồi, tôi sẽ tiến hành phòng game và chúc anh em có những giây phút vui vẻ và giải trí bên BWM Channel, cũng với những qua bắt cua coi như mà nó đi vào lòng đất anh em nhé, đúng nghĩa đen. Lần trước thì như thế này, lần trước thì tôi đã biết cái điểm làm nhiệm vụ nằm ở đâu. Lần này tôi đã biết rồi, là nằm ở đấy, anh em thấy một cái hình con thoi này không, ở giữa một cái lỗ đấy, đấy hình cái dọc dọc này rất là giống đúng không. Nó có sẽ mang mission nhiệm vụ chính đấy. Rồi, tôi sẽ đi đến đấy để thực hiện cái nhiệm vụ này. Đường nào nhảy như nào, à nhảy như này mà quên nhảy luôn hả, má quên cách nhảy mày luôn à. Đi này, đi này. Đéo gì đây, sao như đây. Âm thanh game ok mà anh em, âm thanh có lớn quá mà anh em. Tôi nói sợ anh em nếu nghe thật, tôi cho nhỏ tí như cái game hơi lớn. Chưa nhờ. Đi này đúng không? Đi xuống dưới không nè. À đi hướng này, đi hướng này, đi hướng này. Đây là khu tập trung của những người coi như là giống tôi anh em nhé, những người giống Phay ở đây. Đi hướng này rồi. Mẹ lần trước bắn lúc nào quên mẹ rồi. Đây 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 đây. Nhầm đấy, nhầm đấy. Lâu quá đấy chơi ạ. À. Rồi từ 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 phải này em nhờ, đúng rồi, vào đây rồi, quẹo. Đường này giống gặp đi gặp cái con Blacktip quá nhỉ, con nhựa ấy, con có biệt danh là Blacktip ấy.
setting game nó vẫn lớn à. Rồi ok chưa? Tiếng game ok chưa anh em nghe rõ tiếng tôi không? Nghe được tiếng game không? Đây hướng này, hướng này, hướng này. Quá. Ôi, như thật. Lên. Hướng nào nữa? Đây. Hả, không có cái bản đồ đó, nháo đấy. Không được, không biết đi đâu luôn ấy. Khoan 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 khoan. Ở trên kia á, ở trên kia sao lên được ta, đây đu dây được không ta? Đây được này. Nào. Kia rồi, kia rồi. Phải bay bên này luôn. À, xa thế, chạy bộ không à, mấy tương lai tôi đéo thấy chiếc xe nào luôn à. Đi này qua này. Cần gì? Ôi! Mẹ nhầm rồi! Má! Má tôi đứng đập lên tường nhảy qua được à! Má! Lao đầu hẳn mẹ giật luôn! Lại 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 lại! Sai lầm thôi, sai lầm thôi, sai lầm tiếp! Nào! Tóm vào! Tôi tưởng có đường đi! Má ngáo đi! Quê mới lên đây nè! Không biết thành phố nó xây dựng như nào cho nên là... coi như qua được, coi như là đi vào động đất, anh em thông cảm anh em nhé. Đây lần trước mình vào cái ngã này là bằng cách ngừng mấy cái này lại. Đây chuẩn bị coi như là Star Mission đây. Ở đây có chứa tất cả cái dữ liệu ổ cứng các thứ luôn, CPU rồi hệ điều hành tụi nó toàn là hệ thống máy tính thôi. CCU là gì? Lên đây được không? Được anh em à, ôi má coi như là đây là những bộ lưu trữ đúng không? Ổ cứng đúng không? Tôi đã coi như là tôi đã vào trong rồi. Đây. XCCU nó nằm ở tầng trên cùng anh em à, và tôi coi như là phải lên trển và né cái cảm biến ra. Noah có phải là kết hôn một mạng lưới không? À lộn, kết nối một mạng lưới không? Má nhầm. À, tôi không biết, anh có cô có thể coi như là đi lên trên nếu mà cô thích. À, cao vậy né những cái cảm biến ra. Thằng kia nó đéo quá. Cái thằng Noah là cái thằng chăm tôi ấy, nó coi như là nó từng vào đây rồi hay sao ấy. Thằng kia nó kêu tôi lên lượn xem thử chứ thằng đó nó không biết. Phải đi hướng nào lên đấy nhờ? Đây đúng không? Á, à, toàn tia laser thế này. Ơi nào 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 ờ mày quá má cái này mới đau tôi này
Rồi. Làm sao lên đấy được nhờ? Kia nó cảm biến quá, làm sao lên đấy được? Qua xuống, qua xuống, qua xuống, qua xuống, qua xuống. Ái già, ngồi xuống là được anh em ạ. Má hơi bần chút xíu người ta chơi người ta sẽ chạy và trượt qua, má tôi ngồi xuống bò qua chắc ăn anh em nhé, má chơi chắc kèo thôi. Má phèn thì không ha. Ồ. Mẹ phải đường này không vậy anh ơi? Sao mà qua được bên kia? À nhảy lên đường trên này, đường trên lên kia này, đúng không? Tôi đi đây là tôi sai rồi. Ở trên mới đúng, ở trên. Mẹ lên lại được không đây? Nào. Đây rồi. Đây anh em ạ, đây 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 đây. Đây mới đúng này. Nhảy lên này, lên kia, qua đây. Đúng nhờ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từ từ ngồi xuống. Má tự động vào cảm biến chưa nhờ? Chưa đúng không, chưa đúng không? Má may quá. Lên. À, kết hợp các nút nó khó lắm. Tới không nếu biết à. Đây, 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 đây. Ai con mẹ. Đéo được rồi. Con mẹ. Nó có cái coi như là một cái gì đấy ở đâu mà trung tâm tôi chưa có đọc nữa. Con mẹ đéo được. Sai lầm mẹ rồi. Phải đó không nhờ? Tôi lên tụi mới tút cao kìa. Tôi lên chỗ cái cây vàng này. Tôi lên chỗ cái màu vàng này. Đúng rồi, phải lên chỗ cây màu vàng sau đó đi qua kia. Má chỗ đấy là gần lắm rồi. Nào, có lên. Nào, nào nhá, nào nhá. Được chưa? Đu cái cây con cà à, nắm cái cây vào nó đu cây anh em ạ. Ok à, khó thật sự. Đây chỗ này hay lắm, hay lắm, hay lắm, được một game rất hay nhá. Các anh em làm game rất hay nhá. À, 10 like cho các anh em. Nào. Rồi 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 rồi. Rồi tôi lên được rồi, tôi lên được rồi. Mẹ phải đây không nhờ? Ở đâu? Mình đu qua bên kia đúng rồi, mình đu qua bên kia anh em ạ, mình đu qua bên kia. Mình đu bên kia mình lú lắc. Lú 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 lú. Thôi đừng chết nữa. Đây. Đây mình đi đường này mới đúng này. Đấy, sai lầm vậy à. Đây.
lên kia luôn, lên đường từ này hết đường lên rồi mà, đây hết đường lên rồi. Mình đường quên kia hả? Đường quên đó hả? Sao được? Sao được dẫn hoài? Đây mình đi không được này, đi nó báo động ngay. Không có tới bên kia được à? Để coi thử xem như nào nếu. Không được, không được, không được, không được. Ở kia, nào, 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 lên đi, lên đi. Mà ngáo quá nhỉ. Sao nó qua đấy được ta? Không tới. Không tới, không tới, không tới. Không tới. Từ từ tôi cứ qua bên này xem như thế nào. Hay là nhảy qua bên kia luôn nhỉ? Hay là nhảy qua bên kia luôn nhỉ? Tôi nghĩ nhảy qua được ấy. Đúng rồi này, nhảy qua được này. Đây ổ cứng đây, ổ cứng đây. Lên đỉnh chưa anh ơi? À kia 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 kia. Đằng kia rồi, đằng kia rồi, đằng kia rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mẹ cuối cùng lên được đây rồi. Rồi ngu người. Má nhảy tới không nhờ? Tới, 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 tới. Đây. Ở dưới có ai không anh ơi? May quá không có anh em ạ. Tối ngày đi trộm vặt thôi. Đây rồi. Rồi, tôi đã có được cái CCU rồi và tôi đang kết nối với nó. Và hoàn thành. Ôi, hoàn thành rồi. Và Latif nó làm được rồi anh em ạ. Giờ đi ra. Nó sẽ nhập về được hệ thống rồi. Ngon. Bây giờ đúng mấy tòa nhà là của tôi nên nhỉ. Tôi đang ở thang máy, coi như là tôi đang trên đường về. Bắt đầu tốt. Có gì đó. Rồi, những đứa đang khen nhau anh em ạ. Đang ăn mừng và đang khen nhau. À đè, thang máy cái đéo gì đây mà tôi đứng tôi đợi à, anh nằm ở phía sau, cút mẹ. What the hell thang máy. Má nhảy cái đấy khó đấy. Thôi. Còn cái bộ đồ lớn ở cái bên tôi con mẹ cái gì đấy. Nào 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 nhá, nào nhá, thôi nhá. Mày đừng có nổ đâu chết, đâu chết oan nhá, mới ra khỏi em mới thoát chết khỏi tay tử thần. Ôi nó sập xuống hết luôn anh em ạ. Tôi thấy rồi, đó là trung tâm mua sắm. Ba la ba cái đéo vậy. Chết tiệt của nó đó khiến coi như là Crusade.
coi như là tôi nên cái vụ nổ đó nó coi như là làm của cải của bọn kia, nó tiêu thao hết, tiêu hao hết rồi, cái đó coi như là trung tâm của bọn nó dựng lên. Bao bồ mau hay bao bồ, bây giờ tôi nên dọt ở đây về nhà thôi. Mẹ lại bọn máy bay rồi, cái đéo gì đấy, liên quan gì em có đéo có đánh bom nha. Ôi đánh lúc nào, mày á, mày á, hướng nào, lại gặp bọn cảnh vệ nữa rồi. Hướng nào, hướng nào, ok, nó đeo không, nó đeo hướng dẫn nữa, à đây, qua được không, đeo qua được anh em à, đi cầu thang cho chắc. Có hai hàng ở phía sau tôi. Dọc đường mình lấy thêm mấy cái này mình sẽ được cộng thêm kinh nghiệm. Bỏ mẹ rồi, nào 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 nào. Ôi má, máy bay nó vẫn trên đầu tôi rồi má, cái này 3 sao trong GTA đó nè mà có ra máy bay rồi. Nhảy lắm thế. Tụi nó biết tôi chưa? Nào, cho em lên. Kìa, cái đéo gì đây? Từ tay cầm tôi nó bị hết pin rồi mà. Đây gặp con lắp tít nữa rồi. I'm done with the decryption. So what's on there? The entire blueprint for reflection. Đó là coi như là toàn bộ kế hoạch chi tiết rồi, coi như là phản chiếu mọi thứ. Nó phức tạp để trở thành một cái mạng lưới. À cái chỗ này nó rất là phức tạp không? Để kết nối với chỗ rất là phức tạp, chắc chắn rồi. Lắp tít và phay nghe này. Rất vui, coi như là hai người an toàn. Bắt tiếp đã coi như là giải mã được ổ đĩa rồi, nó chứa toàn bộ bản thiết kế của bọn bao bồ. Rồi, bây giờ Noah đã quay trở lại và cùng với Layer và chúng ta sẽ tìm cách tiếp tục. Process sẽ rất vui khi mà trong rất vui khi mà cái đéo vậy, nhưng mà tôi phải giữ mình an toàn. Rồi, vậy bây giờ tôi có thể giữ lại nó và hẹn gặp lại tôi. Nó hẹn gặp lại tôi, bắt tiếp đấy. À, chạy tay cầm nó bị đụng ấy à, may quá chưa chết à, về tới nhà rồi. Tôi có một điểm mới.
Ôi có một điểm mới, nâng combat ngay, nâng combat nâng cái đế gì nhỉ? Tôi thêm một ống nữa này, mình sẽ đỡ chết hơn. Tôi chắc chắn cũng có thêm cái này rồi. Càng ngày game nó càng khó đây mà. Cái đế hơi đùa được. Tôi còn 2 điểm này. Và tôi hiện tại có thể nâng thêm gì đây? Đi qua. Ô, đến đấy. Bích run. L, B để nhảy lên tường và RB. Sau đó thì bấm thêm RB nữa. Ôi má, combo kinh vậy. Nâng 2 điểm nhảy luôn xem như nào, để chút xem như nào. Tôi hết điểm nâng rồi này. Lần sau tôi sẽ nâng kia. Ok thôi. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đây. Bây giờ tới nói chuyện với Noah. Map update. Khi mà anh em càng ngày càng chơi phần cốt truyện nhiều á, nó sẽ mở cho anh em rất là nhiều thứ, rất nhiều cái chế độ chơi. Mấy anh em bắt cua thì tôi không hiểu mấy anh em bắt cua có như thế này thật không nhờ. Ê, lại phải nhảy qua đây nào. Sao nãy nhảy được vậy, tôi nhảy thiếu được. Chế độ nào khó nhất anh, chế độ nào khó nhất? Thật ra là mỗi chế độ nó có mỗi cái riêng biệt, mỗi cái thì quan trọng là anh em phải chơi và so so sánh điểm của mình với những cái người chơi khác ấy. Ví dụ như là anh em chạy có thời gian, ai ít thời gian nhất mà hoàn thành sớm thì thắng, còn ai mà còn trong chế độ mà nhảy vượt chướng ngại vật nhiều ghi điểm thì ai làm những cái thao tác mà đẹp mắt nhất thì coi như là sẽ chiến thắng vậy đấy. Ở kìa, sao nãy nhảy được giờ nhảy được. Mấy cái buồn cười thế. Lúc nghe được lúc nghe không được là sao nhỉ? Nào 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 nào, ok cái gì đấy, lên đi anh ơi. Game này đa phần anh em chạy sẽ là chạy rất là nhiều, có di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác chạy rất là nhiều. Nếu phải như TA anh em có thể anh em qua bắt taxi được không, cái mẹ bắt anh em phải chạy không bắt taxi được anh em nhé. Ôi má, tôi làm cái combo. Như thật. Thôi bỏ mẹ rồi. Mẹ, cái đó ta gọi là quá khích đó nè. Đó ta gọi là quá khích. Nào nào nào, đi từ từ, đi từ từ, đi xuống được rồi, đúng rồi. Ồ, nắm cầu thang đó. Hạ xuống, nắm cầu thang đó, hạ xuống. Tốt. Very good. Ôi! Ở may quá chưa chết à, ở ngon. À, số còn may quá. Ở ngoài có mấy chiếc phản lực nó đang bay ngang kìa. Tôi mới nghe đấy. Anh có nghe không? Đấy, cái vụ nổ của mình cũng còn in dấu lại vô cái chỗ Bubble Mon này. Bill, Bill Bubble Mon à, Bill Bubble Mon. Đấy, đây này. Này thấy không? Khói xa xa kìa. Ở trên còn có cái con kinh cầu nữa. Ở đây tôi không biết mọi người mới di chuyển bằng cái gì nha. Tôi đã thấy xe cộ gì cả.
Đeo tới, đeo tới, đeo tới, đeo tới. Ở đây tôi đi lên tường luôn nè, đi lên tường luôn, không lên cầu thang anh em nhé. Ấy. Quá trình. Đây rồi. Nói chuyện với Noah đúng rồi này. Bọn liar kìa. Ờ cái con này ồ sao nó được cái can lộn vậy? Anh đây nói cái lộn về cái quái gì vậy? Anh cần sọc thêm. Để tôi nói chuyện này. Anh đã từng coi như là có lập trường bất cứ điều gì Noah, tôi không quan tâm đến hành động của anh. Liên hệ với tôi trước khi rồi kịp bạn. Con đéo nào đấy. Nha đây, đó là coi như là Vậy. Cô đã lớn rồi. Vừa mới ra khỏi tù và coi như là khuấy động mọi thứ. Mẹ của bạn sẽ rất là tự hào về bạn. Má nó chửi tôi gì đấy. Họ nói về đang nói về Zilum. Bất kể nó là gì coi như là em đã thấy hết rồi đó. Em đã nghe hết rồi. Brax, thủ lĩnh của tháng 11, thành viên của một nhóm. Một nhóm nào tên ghê. Dù sao thì Brisica cũng có rất là nhiều khác biệt. Cô ấy muốn nghĩ rằng có thể thay đổi thế giới bằng cách thổi bay nó. Hay vậy. Vậy à, cô ấy muốn Omista, bản thiết kế về nó. À, mà cái bản thiết kế này tôi có ấy, hả? Bởi vì cái riêng của mình, tập đoàn sẽ coi như là tránh xa nó. Và tôi có cảm giác là Brisica nên tránh xa nó ra. Tốt. Hãy cung cấp nó cho Dozen là nếu nào nữa. Mới nhiều thằng quá nhờ. Dù đứng bên phía nào. Đứng bên phía nào, hẹn gặp lại. Bye à. Never mind. I'll see you soon. Mà nói gì nói luôn đi, kêu người ta lại. Tối nay em rảnh không? Tối tháng 3 tối nay em rảnh không? Nói thì nói mẹ đi, em có đi với ai đâu, ăn thịt. Chán anh quá. Tôi nhớ tôi lướt trên mạng, tôi nhớ cái câu yêu một người mà ngại thì đợi kiếp sau của ai vậy? Của Lâm Chí Khanh hay của ai vậy? Tôi không nhớ nữa. Lâm Chí Khanh hay gì? À, đúng không em? Tôi nhớ mang máng là như thế. Từ đứa coi mình sẽ đi đâu anh em nhé. Trời ơi, đồng mắt cái gì mà xa vậy, đi đường vòng bao này à. Gặp nè, gặp cái thằng nãy nè, Dozen, tôi đưa bản thiết kế cho Dozen mà. Ở Gotron Fusion. Cái Dozen thằng nào nữa nhỉ? Dozen có phải là cái lão mà, cái lão mà ở trên cao, tôi đéo nhớ cái lão trên cao tên gì à. Cái lão mà người già mà coi như là người già mà chạy giỏi nhất ở thành phố này, nhưng mà đã già rồi. Ồ, oh, sorry anh em, chúng ta tiếp tục thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái nơi mà Dozen đang ở. Que. Que. Má từ khóa nhảy quá nhờ. Nó tự nhảy vô luôn. À này còn nó vẫn còn hư. May quá, tôi tưởng nó quay tôi không thấy à. À bây giờ tôi mới thật sự biết được cái cảm giác bắt con cua đây này anh em ạ. Nãy giờ chạy nó không bị lỗi lầm gì nữa à. May quá.
thôi. Lên em ơi. Á à, ghê. Quá đã chứ. Má nhầm má tự mình khen ghê hay mà tụi má thủ dâm tinh thần. Đây rồi. Đây, hướng này. Ủa sao thấy hướng rồi, hướng nào? À đi lên lại à, má quá khích anh em ha. Đây đây đây. Tường này. Ơ đếp đếp, không lên nổi à. Yếu vậy chị ơi, lên. Ủa đếp lên nổi, đếp lên nổi, từ từ. Má nó biết tôi đếp lên nổi, chỉ tôi đi nè. Hay lắm. Quẹo 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 quẹo. Cái này nó làm cái chạy chạy thì nó, cái luồng đỏ chạy chạy thì nó không hay bằng cái chỗ mũi tên ha. Khi nào mình biết đi hướng nào nó, nó dễ hơn cho mình đi, phải dừng lại, duy trì được cái cảm giác mình đang chạy. Vì nhiều khi chơi cái này lâu mới biết đường á chứ. Mới chơi cho tôi rồi mới làm gì biết đường đâu mà. Mở ra. Mẹ tôi mệt thế sao á? Ừ, thằng nào đấy? No need. Let her in. À, không cần làm thế đâu, hãy để cô ấy coi như là đi vào. Ai đấy? Faye. Này, Faye. To think you should humble me with a visit. I'm sorry. Tôi nghĩ là cô nên tới thăm tôi sớm hơn mới đúng chứ, còn lâu mới đánh giá được. Nó không như cô nợ tôi bất cứ một cái điều gì cả. Nghe này, có gì đó tôi coi như là nên thanh toán khoản nợ của mình. What? Tôi đã không gặp bạn gặp cô trong 2 năm rồi. Thằng Nhật Bản anh em ạ. Máy móc và mọi món ăn hoàn hảo. À, sao nó mời tôi ăn anh em ạ? À, chính sự hoàn hảo mới tạo nên cái thứ gì đó độc đáo. Và tôi muốn thỉnh thoảng giới thiệu về vài con người. What? Hãy thoát ra khỏi nó. Tôi gần như đã làm. Tôi đã làm rất nhiều lần. Tôi rất tức giận Phay à. One could almost say it's your specialty, considering the extent to which you've recently aggrieved Mr. Kruger. Xem xét mức độ gần đây coi như là cô thấy được cái ông Google là một cái sự thất bại. Ông ta không có máu để chạy nữa. Đó chi tiết cho một cái sự phản chiếu. Not right now, but... Then we will discuss your debt when you do. In the meantime, hãy thảo luận về cái một món nợ. I believe a show of good faith is in order. Pardon the pun. Trong khi giờ đợi, tôi nên ra một cái sự thể hiện coi như là sẽ đánh giá hơn. A little human touch should set them straight. À, Nancy đã coi như là từ chối các khoản thanh toán. Được rồi, tôi hiểu rồi, anh cần gì. Đến Nancy Aero Room để cập nhật cho tôi biết bạn cô đang trên đường đi. What the hell, nói mổ má một cái câu không hiểu gì luôn. Cái đoạn hội thoại đéo hiểu gì luôn. Thật sự. À, thật sự tiếng Anh mình phèn quá gì ấy. Hay là mình đéo chơi phần trước nhờ. Cái đéo gì đây? Cái gì đấy? Cái dụng gì đang xì xì vậy? Ủa? Cái dây. Ôi, cái dây tôi bấm lên được để mà LB để đu dây anh em ạ. Hay lắm. Rồi, hãy cẩn thận cái tay của cô. Hay lắm, bây giờ coi như là tôi có thể đu dây anh em ạ. Ờ, ngon, dữ. What the? Má, khác đéo người nhận đâu anh em. Giờ bây giờ đu bên kia được, đu bên này cũng được luôn này. Để tới nằm bên kia. Đau, đu dây. Nó phải có chỗ nó mới đu được. Mẹ. Thank you.
Nào 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 nào. Ờ mày quá, mày quá mày quá. Té đéo kẻ giò này mà ông áo ngoài cho tôi đụng mới nhầm diện chắc 6 tháng rồi đấy. Ồ 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 ồ. Ơ ơ mày quá. Còn bám nữa này mà. Từ bấm LB được không? Này camera đúng không? Phải đi xuống đây không vậy? Đúng rồi, tôi đi xuống dưới này mà. Á à, nhảy tay nhảy xuống dưới đéo chết à. Này tương đương với tụ ở tầng 1 chứ khác gì. Này tương đương với tầng 1 chứ không phải đùa đâu. Nào, là cái đéo gì đây? Sao lại đâm vô tường thế kia? Đấy, nhầm đấy, nhầm đấy, nhầm đấy, nhầm đấy. Đây rồi. Nào, sao không cho em bấm vậy? Mẹ. Tôi bấm giữ LB rồi, thật sự, thề. Nó phải đứng im luôn à, vừa chạy vừa bấm luôn, không cho. Ok. Không, cái đoạn này mình phải đi từ từ thôi nè bạn. Đi từ từ, đi từ từ, đi từ. Má tôi cảm giác có vài thứ nó đéo đúng. Má đéo thể cậu thả được. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Má tôi chạy thẳng là đi rồi. Đập đầu mẹ vô cầu thang kia, đéo đùa. Má chạy từ công ty này qua công ty khác à. Má từ nhà này qua nhà khác. Má học nghề bắt cua được anh em ạ. Bả bả thì ra làm vài nhà. Gì đây? LB, RB, LB. LB này, RB này, LB này. Ôi! Latter đi, Latter. Em đang là đi vụ anh ơi. Latter đi, này điên à. Ở đi hướng nào? Ơ kìa! Cái đéo gì đây? Phải làm nhiệm vụ đấy, từ từ. Đúng rồi, nhiệm vụ đấy này mà, nhiệm vụ đấy. Tại nhiệm vụ chính nó không ghi man. Mẹ tôi tưởng là nhiệm vụ phụ, mấy nhiệm vụ phèn quá đấy, em chơi ạ. À. Bây giờ tôi tới cái chỗ công trường rồi này. Bây giờ tôi phải lên trên cao nhất của cái chỗ này luôn à. Cô có nghĩ gì không Phay? Anh Nancy không hẳn là một cái thế lực tốt. Mỗi ngày đang chết dần chết mòn trong các nhà máy hàng sản xuất. Ây da. Hãy làm điều này cho họ, nếu không thì hãy làm cho tôi. Má hình như sai lầm rồi đúng không? Tự nhiên lên đây chi vậy? Hay lên đây chi vậy? À lên đây lên luôn à, lên luôn à. Má tôi phím đường nhảy qua, may quá. Bây giờ tôi mới lên trên cùng nữa này. LB, RB, LB. Ôi ôi, má nhảy mấy cái này ghê vậy.
LB. Ôi má cao thật sự à. Mà tôi còn trên lên cao nữa, tới đó chưa phải đâu. Còn lên cao miếng nữa. Gì vậy, ăn đéo rồi đấy, thôi. Đi nào lên nha. Đi lại anh em nhé, ở đây có công nhân đang xây dựng nè. LB. Gì? Đây đúng không nhỉ? Thật ra miễn là mình lên trên được là được, không cần phải mẹ đứng dậy, không cần phải đi đúng đường anh em, mình miễn mình lên trên đỉnh được là được. Má vừa đang nói à, đảo nó ơi. Ờ may quá, cái này cái miếng phẳng, mẹ tôi tưởng cái miếng đen. Nào nào nào, lại 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 đây. Đấy, đúng không? Đéo phải kìa. Phải không vậy? Nào! Đúng rồi ạ. À. Lên đi. Không lên được. Mẹ không lên được thì như nào? Mày game lỗi à, lên đây không trông cho hay nhập nhảy qua đây ta. Nào. Má ngu người mẹ rồi. Cái nào nhờ? Hay đéo phải đường này. Hay đéo phải đường này, từ từ tôi đi ra tôi coi đường khác anh em nhé. Chắc đéo phải đường này quá. Buồn ngủ gặp chiếu anh nè, đây nhảy lên đây có cái đường à. Rồi, ok, may quá. Vậy thì đấy, trời ơi. Không phải đi thẳng luôn nào. Ơ kìa. Lại. Nào mày rớt hồ tao cái. Nhảy qua bên kia đúng không? Tôi sẽ đạp lên tường. Nào. Má đạp xuống đất hả? Má nhìn xong lú luôn à. Nhìn xong lú mẹ luôn. Trần Hà. Cả Vi. Là cái đoạn này rồi. Là cái đoạn ngáo này rồi. Ôi ngoài có công nhân đang xây dựng ở đây mà. Robot, một con robot lau nhà thì phải. Tôi không lầm, một con robot lau nhà. Đây xung như công nhân rất là nhiều. Anh em công nhân đang coi như là đi tới đi lui. Má và tôi đang chạy một cái vòng rất là kỳ. Thấy không nhờ? Má lú thật sự đấy, biết đi đường nào luôn à. Hay là chạy ra hỏi công nhân đi nào qua anh ơi. Má lú thật sự ấy.
Thôi cái đi đường cũ đi anh em nhé. Ôi, đang chỉ đạo võ thuật. Đây phải đường này. Đây phải đường này nốt. Sao nó nhảy vô buồn cười quá nhờ, thật thật á. Nó nhảy được không nhờ. Nó nhảy được thì hay đấy. Nó 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 nó, ở mày quá à. Đéo được, đéo được, bấm RB đéo được, bấm RB đéo được, kỳ vậy ta. Lại nào, lại nào, lại nào, lại nào. Yes, có khỏe được qua bên đây ngon hơn anh em ạ. Lú thật sự. Đây. Nó không cho mình nó không hướng dẫn mình nữa, mình phải tự tìm đường, phải tự tìm đường. Phải tự tìm đường, phải tự tìm đường. Đây đúng không? Chắc tôi nghĩ đây rồi này. Đúng nhờ. Từ ngó ngó rồi. Nhảy qua bên kia. Chắc là đường đó, chắc đường đó. Má, ảo ma thì ảo ma Canada. Nào, bấm vào. Nào cái đeo gì đấy, nào kia. Má... chơi nhau à. Mấy game chơi nhau à. Má đâu lúc tôi đéo biết tôi đang ở đâu luôn à. Đâu lúc tôi té xuống tôi đéo biết tôi đang ở đâu luôn à. Thật sự. À, bố khỉ thật. Thì chắc đéo phải đây này. Hay tôi kiếm đường khác, từ 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 từ. À, để có đường mới chết chứ. Lên. Lên. Lên đi. Đấy. Má lại một đường khác con mẹ. Anh ơi. Anh ơi, ở đây có đường nè. À không có gì anh ơi. Má định hỏi đường anh em à. Định hỏi đường, định hỏi đường. Sao đu bên đấy được nhờ? Đây không ta? Đấy phải, đấy phải, đấy phải, nguy hiểm quá. Thôi tôi nghĩ đấy phải, tôi đi, đi bộ lại. Nào, 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 nào.
em làm lũ vậy? Má, càng ngày càng bế tắc rồi. Nếu nhảy lên được. Nè. Chỗ nào? Phải có chừng đường đi chứ. Để chả lấy thế này được. Hay là xuống đây. Đéo phải xuống này chỗ nãy rồi. Hay là bên này. Đéo khác gì luôn. Trời đã đủ, mới nãy giờ tôi đi có cái gì đó đéo đúng phải. Nhưng mình đi sai đường hay sao á? Đi đéo đúng hay sao? Đúng không? Nãy giờ mình đi đéo đúng không? Để anh em nào tin mắt nhìn giùm tôi cái đồ đó. Hay xuống đường này ta. Ê, con mày điên à, game đừng chơi nhau à. Ủa má lú thật sự đấy. Anh em nào tin mắt nhìn giùm tôi cái rồi bây giờ đi đường nào. Mày ngáo hả? À hai đường này đây. Thật sự luôn cái đường. Đúng rồi, hình như lên đây nè. Đây. Ngáo luôn rồi. Má đi tối mẹ luôn rồi. Có đèn pin không anh ơi, đúng không? Thật sự luôn, có đèn pin không chị ơi? Đây đúng không nhờ, téo thấy đường anh em ạ. Tôi đéo thấy con mẹ gì luôn á, sao dám nhảy. Tôi đéo thấy cái mợ gì luôn, sao dám nhảy. Đi qua. Ok, nào, lên lại. À, đi cái cầu thang tôi thấy rồi, con mợ đó. Đây này, đi cái tấm dáng này. Ơ kìa. Ủa sao tối vậy ta? Hay chờ sáng rồi nhảy. Bây giờ yên tâm đi, reset lại là trời nó sáng này. Đấy, rồi tôi phải kiếm đường lên nhanh, yên tâm.
rớt xuống hộ em cái. Nhanh 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 nhanh, không trời tối đéo thấy đường đâu chị ơi. Đây đúng không? Đây đúng không? Đây này, đây này, đây này. Ấy, ôi má tôi đéo bao giờ, má tôi ngờ được tôi có thể nhảy cái pha đấy. Rồi, ơ, may quá kiến à, tôi tưởng mà mình rớt thẳng dưới luôn rồi. Vậy như nào đây? Vậy đi đúng đường rồi này, nói chuyện đi đi đúng đường rồi này. Ủa mắt bắt đầu bế tắc nữa rồi. Cái đéo gì đây? À có cầu thang máy kìa. Vào được không? Thang máy nhưng vào đéo được. Lên. Very good. Tầng 5. À đây. Nào lên hộ em cái chị ơi. Đây rồi. Kìa. Tầng 5 rồi anh em ạ, mới nãy giờ chọc cả buổi trời rồi mới từ sáng tới tối mới lên mỗi tầng 5 mẹ thôi đi cầu thang bộ nữa. Má bắt cua kiểu này thì thôi chứ. Ồ hình như mình đâu cần phải lên cao đâu đúng không? Mình đang xâm nhập vào máy tính và dùng thang máy của nó này đúng không? Nguy hiểm, cháy nguy hiểm. Đè, tôi làm báo động giả anh em ạ, tôi làm cái báo động giả. Vậy là mọi cầu thang đều được xài được, ơ ngon. Tôi báo động giả anh em. Nó nói đây là một cái cơ sở mà cái bọn kia đầu tư rất là nhiều vào, và cái thằng đó đã gửi cái danh sách đó cho những cái người bạn của nó rồi. Thằng này có vẻ như là một cái nhà doanh nhân ấy, mà nhìn thấy nó xịn lắm. Wow. Ôi má cao lắm anh em ạ. À, tôi đang từng bước cao lắm này. Ôi, từ, gió hỏi nó nghiêng anh em, gió hỏi nó nghiêng. Từ, tôi phải đi từ, gió hỏi nó nghiêng. Ôi, cái tòa nhà còn nó cao nữa. Nào, cẩn thận nhá. Nào, từ. Từ. À, nơi này tôi nghĩ là nơi cao nhất mà cái con này nó lên rồi. Nào. Ôi, nước vô chị ơi. À, bây giờ tôi bắn này, tôi bắn là tôi lên nữa này. Má vậy tức là chưa phải là cao nhất. Ôi má, anh em thấy như nào? Ôi, quá ngon mẹ luôn, quá cao mẹ luôn ý. À, nơi này rất là phù hợp để cho mấy cái người mà mấy cái anh em mà mới vừa thua cá độ ấy. À, dưới có xe kìa, bây giờ tôi thấy xe này. Đây rất là phù hợp, rất là phong thủy cho anh em mới vừa thua độ banh đấy. Ừ, mấy anh em lên đây nhá, cứ xin địa chỉ tôi. Rồi chúng ta đi tiếp thôi, từ từ nhìn thêm cái nữa.
ảo quá nha, cứ lắc 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 thật vậy. Here. Bây giờ má cao bấm tôi nhét tay, tự nhiên cái tôi nhét tay đó giống nhảy à. Bấm được à, bấm được, may quá may quá. Nhảy bên này, nhảy bên này, bên này, đi tường bên này. À, đi tường bên kia à. Còn lên nữa này. Tôi đã lên tới đỉnh rồi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Đây tôi phải disable clamp. Disable clamp. Đấy. Chuông báo không? Chuông báo đúng không? Nào. Bây giờ như nào? Bây giờ như nào? Bây giờ như nào? Bây giờ như nào? Nhảy đây làm đéo gì? À đây đây đây. Disable. Morning này. Hello one. Warning này. Warning này. Lên tiếp hay xuống nha. Lên trên. Ở kìa, lại lên đây mẹ rồi. Cái tòa này sắp sập mẹ rồi. Má làm sao lên kia được ta? Má làm sao lên đó được? Từ 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 từ, từ, từ chị ơi, qua nên từ từ qua nên chị ơi, em chưa có lên. Ơi. Má làm sao lên đấy được ta? Từ 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 qua nên nha chị. Đéo được, đéo được, đéo được, đéo được, đéo được. Con mẹ ngu rồi, em đéo biết đi. Hay là nhảy qua bên kia nhờ, nhảy qua bên kia đấy, tôi nghĩ nhảy qua bên kia đấy. Đây này này. Đây đúng không? Nếu phải, nếu phải, nếu phải, nếu phải, nếu phải, nếu phải, phải qua bên kia có cái điểm này. Đây 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 đây, đây lên 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 cao, lên cao, lên cao, lên cao rồi. Khi mà có hỏa hoạn hay là có cái động đất hay gì anh em cứ chạy lên lầu cao nhất anh em nhé. Tôi nghĩ là đây nè. Đéo phải à? Ờ phải 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 phải, phải. Mê quá. LB được chứ, LB được chứ, LB đâu? Trời ơi. Mẹ. Đồ má sao mới giống như một vòng về quá vậy? Con mẹ. Hướng này, hướng này, hướng này. Má, game lú anh em mà, game lú. Đê, sao đụng nó vòng ngược lại. À đây. Lên, lên đi, lên đi, lên đi, đừng đứng nữa. Sắp chết mẹ tới nơi rồi, chị ơi. Đéo hiểu sao à. Đây rồi. Đây cái nữa này. Chắc tôi nghĩ ba cái rồi ấy. Ba cái là được ấy. Nói chứ nhiều quá chịu không nổi. Warning.
cái building này coi như là nó gặp cái sự cố mẹ rồi. Đấy. Má, tôi vô tôi nó hủy đồ người ta. Má, con này hết trộm đồ tới hủy đồ à. Nào. Má, tôi lên đây luôn làm điều gì? Má, dẫm ngay cái cầu thang nó bị ấy à. Đâu, hướng nào anh ơi? Ơ kìa. Đi nào. Đây rồi. Hả? Mày nhảy qua đó hả? Thôi đừng có đéo điên, tôi nhảy qua đó. Từ từ tôi nhảy thử nha. Mẹ dù sao nãy giờ không chết mẹ, quá trời. À. Ồ, cao lắm. Nào. Ồ. Nào. Đây rồi. Má lên cực vãi xuống rồi mới lẹ vãi à. Ôi. Nào cái. Má tôi đéo biết lý do tại sao. Té vô bịch rác nó tưng lên, tưng ra ngoài. Đấy. Đây là một cách lý giải duy nhất mà tôi có thể lý giải cho cái trường hợp vừa rồi. Xàm thật sự. Rồi cho em xuống thang máy hộ em cái. Ở giữa có một cái cao ốc. Khách sạn Dubai à. Khách sạn 6 sao Dubai à, đi nằm giữa luôn anh em à, cao nhất luôn. Tìm đường thoát thân anh em. Đây rồi đúng không? Ôi, con nhỏ nên không bị lột da tay hả? Oh. Má, cuối cùng thì tôi cũng có thể coi như là thấy được cái dòng chữ đấy. Má, sau khi lên rồi, cao lắm. Từ từ đi ra lại được không? Ôi, mà tôi lên mới được ở đâu đây này, giữa này thôi này. Tụi nó đang xây dựng cao cỡ này à, tôi lên từ cỡ này thôi. Cái này còn cao lắm, mẹ tao nè này coi như là. Thì chắc tôi nghĩ cao nhất đây, từ từ tôi coi bản đồ có phải cao nhất đây không? Cái tòa nhà đúng rồi. Cái là nhà này. Cái là nhà tôi vừa. Có phải. Ừ, đây đúng đâu? Tôi. Đây hả, tòa này hả? Nè đúng rồi, tôi đang. Đúng rồi, tòa này anh em ạ. Cái tòa đang xây này đúng rồi, nó còn xây dở này anh em. À. Sao mở hết được rồi? Dê ra coi.
Nó cao đúng không? Nó cao, hình như nó cao nhất ở cái đám rồi. Cao dừa rồi đấy. Đó, có tên là Anasi. Đây, tòa này rồi, ok, tôi nghĩ hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng game tại đây anh em nhá. Mới tôi đã leo lên cái độ cao mà từ đầu game tới giờ tôi mới leo lên rồi đấy. Má độ cao luôn. Độ cao kinh hoàng. Má cao quá. Rất là cao luôn. Rồi thì bây giờ thì nó cao quá đeo xuống chóng mặt luôn đây mà, thật sự chơi game này xong nó bị quay quay cái đầu á, không thứ nhất không biết đường đi, nó góc nhìn thứ nhất mà còn chạy nữa, cái hai là cao quá, đi nhìn xuống nó cũng hơi thực tế ấy, nó sợ sợ. Cho nên nữa anh em có thông cảm anh em nhé, khổ. Tôi uống thuốc coi như là bây giờ tôi uống thuốc chống ói anh em nhé. Nghỉ uống thuốc chống ói. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những stream lần sau. Mà anh em nghỉ ngơi một chút nếu anh em muốn xem nữa. Game 2 chúng ta sẽ đến với GTA. Và tôi sẽ còn tiếp tục chơi con game này. Để trước khi chơi, lần sau trước khi chơi tôi sẽ uống thuốc chống ói. Ok.